viện nhá, đi chuyển nhá. Này đi cô đưa đi bệnh viện nhé. Đi cạn, cô bệnh viện. Đi cạn. Ô, cái mũ ở dưới nhà. Cô đi lấy khăn mặt rồi mặt cho con hết đi. Cô mua này. Tí nữa cô nấu cháo cho ăn xong là uống thuốc vào. Hôm nay đỡ tí rồi.
xem nào. Cô đi nấu cháo cho ăn. Ôi nóng, nóng quá em. Cô nấu cháo à? Nóng quá. Cô để đây. Đây nhá. Khi nào lạnh thì đắp nhá. Cô đi nấu cháo cho con ăn, uống thuốc. Nóng lắm nha. Ăn đi cho khỏe, mai còn đi theo cô đi làm. Lại đi mua kẹo nhé. Mua kẹo mua sữa ăn. Em nóng. Đó. Đau đâu, phải ốm không? Phải ốm không? Còn đau không? Chuyển đấy, còn đau. Đây. Uống cái này trước, cái này để tối uống. Ừ.
chan lắm nó chan. Thế nào chưa? Hả? Đó vậy á? Hết từ nay lại uống thuốc nhé. Nhá quả, cô đi lấy quả vì ăn ngon lắm. Nhá. Kẹ nó thôi. Quả này. Ngon không? Ngon lắm nhỉ? Ngọt ngọt, thơm thơm. Cầm ăn. Ăn đi. Ăn xong nấu cơm ăn không? Ngon quá nhỉ? Nướng này, nở trắng này. Nó lại nở.
Thank you.